nhiều người không nhận ra. Lý Nhã Kỳ cắt tóc ngắn diễn trang phục trẻ trung, còn diễn viên Quỳnh Khôi đi du lịch miền Tây, cô diễn trang phục nổi bật gợi cảm giữa mênh mông sông nước. Nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vinh cũng rủ nhau đi du lịch chữa lành. Diễn viên Duy Lam và nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng sáng chơi ở đảo Lami, Hàn Quốc. Hậu Phan Kim Oanh nhận mình là cô gái hay cười. MC Đan Lê cho biết gần đây rất thích cắm hoa. Ca sĩ Phương Linh được khen là nhan sắc không tuổi khi chụp ảnh ngẫu hứng trong lúc dạo phố. Nghệ sĩ Trung Hiếu, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng, diễn viên Huyền Sâm có mặt tại Điện Biên chuẩn bị chương trình nghệ thuật Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hồ Ngọc Hà thì rạng rỡ ở bên mẹ yêu. Diễn viên Khali chụp ảnh hài hước cùng con trai. Chí Trung thì thư giãn bên bạn gái, con trai nghệ sĩ nhân dân Trần Diệu quay làng thơ. Danh ca Hương Lan cũng ông ngộ cùng nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền ở tuổi sẽ là hiếm. Hai nghệ sĩ vẫn miệt mài đi hát. Ơi hết rồi, vẫn chưa hết à? Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu à, Chí Trung thì cùng bạn gái doanh nhân có một buổi thư giãn cuối tuần ở vỉa hè tận hưởng không khí. Đạo diễn Trần Bình Trọng hài hước khoe làng thơ của mình là thịt lở. Vóc dáng một là của MC Thanh Huyền. Ca sĩ Mỹ Lệ chụp ảnh cùng hoa lá trong vườn nhà. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khoe được người hâm mộ tặng rất là nhiều hoa. Về đẹp.